Trong đoàn thì nam thanh nữ tú rất nhiều, và trẻ nhất là anh Mai Trần, là một người mới có 18 tuổi. Nếu nói về năm sinh thì mình 1954 chắc là phải nhỏ hơn 1978. Đương nhiên, cho nên là người nhỏ nhất trong đoàn thì sẽ được ưu ái nhiều nhất, bởi vì trẻ đẹp, đã trẻ và còn đẹp thì đương nhiên là có quyền. Thì hy vọng là bé sẽ có những cái cảnh cận thật là đẹp. Và người ngồi xa là tóc nhiều nhất đoàn, đó là anh Đức Thịnh. Anh nghe điện thoại. Anh Đức Thịnh, anh ấy nghe điện thoại để đi đặt tóc giả. Bởi vì sao? Bởi vì tóc nhiều quá. Tóc nhiều đi đặt tóc giả chứ. Cho nó bớt tóc, tại vì nhiều quá thì lên hình cũng khó quay phim. Nên đặt những cái máy tóc mà ít tóc lại cho nó đẹp. Không sao, bởi vì cái người vừa nói với mình thì cũng có gương mặt giống mình. Em cứ quay đi, đừng có cận. Nếu quay, cận nó sẽ tràn mặt ra. Làm ơn quay 3/4. Có tối mặt không? Hay là có quay mặt trung toàn? Tối mặt rồi. Anh quay anh thấy anh đẹp. Tối mặt rồi đó. Hết tối rồi. Không, ở đây là cái đặc điểm này. Em cứ... thầy cũ quay. Anh là thầy cũ. Anh Thành có tên nữa. Anh Thành Tùng nữa.